Vâng, thưa quý vị, tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil, sự phát triển kinh tế đã phải đánh đổi bằng nước mắt và cả máu của những người nghèo khi họ bị buộc phải di dời khỏi nơi họ sinh sống để nhường đất cho các dự án của nhà nước. Ông Elta Guimarães, 61 tuổi, là một công dân của thủ đô Rio de Janeiro, Brazil. Nhưng 2 năm trước, ông đã bị buộc phải ra khỏi nhà ở khu Villa Alto Romo để nhường đất cho dự án Thế vận hội mùa hè năm 2016. Đây là câu chuyện của tôi. Vào lúc đó, chính quyền thành phố Rio de Janeiro chỉ cho phép 7 trong số hơn 500 gia đình ở khu Villa Alto Romo được ở lại trước thềm vận hội Rio. Quyết định này đã chấm dứt một cuộc giằng co kéo dài cả thập kỷ và đôi khi có máu đổ giữa người dân và cảnh sát được gửi đến để cưỡng chế di dời cho dự án. Đối với ông Guimarães, cuộc cưỡng chế di dời khỏi Villa Alto Romo là chương cuối đầy cay đắng trong cuộc tìm kiếm suốt đời để có một nơi an cư lạc nghiệp trong thành phố nơi ông đã sinh ra. Với 3 lần bị di dời khỏi nhà trong 3 thập niên ở 3 khu vực của Rio, cuộc đời ông là minh chứng cho thấy cái gọi là tái phát triển và chỉnh trang đô thị của thành phố lớn thứ 2 Brazil đã đẩy bao nhiêu người dân bần cùng vào bờ vực. Và đây cũng là một cảnh thường thấy trên toàn thế giới. Hơn 1/4 trong tổng số 6 triệu dân ở Rio sống trong khoảng 1.000 khu ổ chuột, tiếng địa phương gọi là favela. Ủy ban sự thật của Rio de Janeiro cho biết, một trong những làn sóng cưỡng chế di dời khốc liệt nhất diễn ra vào năm 1962 đến năm 1974, khi hơn 140.000 người bị mất nhà. Ông Guimarães và gia đình đã được di dời đến một khu nhà mới được xây trên vùng đất bỏ hoang ở ngoại ô Rio. Ông nói rằng vị trí cô lập và cơ sở vật chất thiếu thốn ở khu tái định cư đã gây ra căng thẳng giữa những người mới đến từ những khu ổ chuột khác nhau, đến điểm là gây ra một cuộc chiến đầy bạo lực giữa các băng đảng ma túy để giành lãnh địa. Cái gọi là thành phố kiểu mẫu hóa ra lại là địa ngục. Tôi thường phải ép các con gái nằm xuống sàn để tránh đạn lạc. Vốn là một thợ xây nên ông đã xây nhà cho gia đình tại khu đất mới. Thế nhưng vào những năm đầu thập niên 1990, họ lại bị di dời một lần nữa cho dự án cao tốc Yellow Line. Ông nói rằng cuộc di dời lần thứ hai này dễ chấp nhận hơn vì mục đích là xây đường cho dân. Ông lại được cấp nhà mới, nhưng ông chọn quay về khu Villa Alto Romo, gần hồ Jacarepaguá. Tuy nhiên, lần này ông phải đối đầu với một cuộc chiến mang tính chính trị nhằm bảo vệ khu vực này khỏi đầu cơ bất động sản, và cuối cùng ông lại bị di dời lần thứ ba. Là chủ tịch của Ủy ban Dân cư địa phương, ông Guimarães đã dẫn đầu cuộc chiến chống lại kế hoạch của cựu thị trưởng Eduardo Paes để xây dựng một con đường dẫn tới khu Thế vận hội, phá hủy một cộng đồng đã định cư yên ổn từ những năm 1960. Nhiều người trong cộng đồng này có quyền sở hữu đất đai và cuộc chiến của họ đã minh họa cho những căng thẳng bùng nổ do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, khi các phương tiện truyền thông thế giới ghi lại các cuộc đụng độ giữa cư dân và cảnh sát quân đội được gửi đến để trục xuất họ. Ông Guimarães cho biết một số gia đình đã chấp nhận bồi thường và bỏ đi trong khi những người khác bị cưỡng chế di dời và nhà cửa của họ bị phá hủy. Gia đình ông sau đó đã dùng tiền đền bù mua một căn hộ nhỏ và rời đi. Ngày nay, ông Guimarães vẫn tư vấn cho các cộng đồng ở Rio cách đối mặt với các vụ di dời, trong đó có khu ổ chuột Horto được xây gần 200 năm trước. Một tổ chức địa phương đã ngăn không cho các cư dân Horto đòi quyền đất đai và tiếp tục ở trong cộng đồng của họ với lý do môi trường. Hiện vụ việc đã được đưa lên tòa án tối cao. Vụ này mang tính biểu tượng ở Rio de Janeiro. Nếu khu Horto ở bên rìa thành phố thì nó phải được hợp pháp hóa. Nhưng những người giàu không muốn một cộng đồng nghèo được hợp pháp hóa, đó mới chính là vấn đề. Vì quyết định số phận của khu Horto như thế nào sẽ cho thấy hướng đi của thị trưởng mới Rio, ông Marcelo Rivella, người đã cam kết sẽ không có cuộc di dời nào diễn ra dưới quyền của ông. Người tiền nhiệm của ông là ông Eduardo Paes đã trục xuất gần 22.000 gia đình trước Thế vận hội. Đối với tôi, những việc người ta làm là tội ác, vì bạn không thể trục xuất người ta và vứt họ đến 30 hay 40 km khỏi nơi họ đã sống lâu đời. Dĩ nhiên, nếu cần phải di dời, thì nên cho họ tới nơi nào đó gần chỗ họ đã sinh sống. Một luật mới về đất đai do Tổng thống Brazil đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc cấp quyền sở hữu đất cho dân và đẩy nhanh quy trình tái định cư cho dân. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng khép lại chương trình Giờ Tin Sáng ngày 3 tháng 5 năm 2017. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.